Tại Đắk Nông, thời điểm này một số vườn tiêu đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Khác với mọi năm, vào vụ thu hoạch với tâm lý phấn khởi, năm nay người trồng tiêu đang thực sự khốn đốn. Hồ tiêu từng được mệnh danh là vàng đen với mức giá đỉnh điểm hơn 200.000 đồng một ký. Nhưng hiện loại nông sản này rớt giá thê thảm, chỉ còn khoảng 50.000 đồng một ký. Không chỉ rớt giá, người trồng tiêu còn phải đối mặt với tình trạng dịch bệnh tràn lan. Tiêu chết, người trồng điêu đứng. Tiêu chưa nhiễm bệnh, người trồng cũng lo âu không kém. Vì với mức giá, năng suất như hiện tại, việc tái đầu tư thực sự rất khó khăn. Đó là chưa kể, tất cả người trồng tiêu đang thấp thỏm, không biết vườn tiêu của mình còn có thể miễn dịch với dịch bệnh được bao lâu nữa.